Đây à, nạp năng lượng cho ngày mới nha quý vị. Chọn cho ta một vị trí để dành tập thể dục để cho có sức khỏe. Muốn có sức khỏe tốt thì ta hãy chung tay bảo vệ rừng nha, bảo vệ muôn loài nha, các loại thú hoang dã đâu ta phải bảo vệ là hết. Cây rừng nội thông từng chặt phá. Khi mà mùa Covid tới á, các bạn thấy là những người mà nhốt đồ trong khu cách ly đồ kia, mình thấy cái sự không khí nó ô nhiễm của sự đông người. Rừng là cái oxy cho ta, lá phổi của ta rất là quan trọng. Mong rằng là các bạn hãy chung tay bảo vệ rừng, đừng có chặt phá cây cối hay là săn bắn thú rừng dịch. Sớm mơi chim rồi nó hót cực kỳ. Biết cảm nhận cuộc sống mà nó rất là hạnh phúc là khi được thiên nhiên mà ưu đãi cho ta nha. Một luồng không khí là thật là sảng khoái. Muốn có một ngày lao động thật là mạnh mẽ thì ta hãy nạp năng lượng tràn đầy cho ngày mới nha. Ra 5 hơi thở. Một, rất tuyệt vời. Ta mời bạn nghe những con sóc mà con chim nó kêu thôi, tinh thần mình nó cũng thấy hạnh phúc nữa. Để chạy mấy bước cho nó có chuyển động một chút. Đây cũng xin dừng video nha. Cảm ơn quý vị đã xem chia sẻ của Đệ để quay ở trong khu vực rừng xã Phước Dinh nha. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Alo Đạt Mã. Xin bye bye. Hẹn gặp lại. Đây là buổi sáng ở rừng Phước Dinh, Châu Thành, Tây Ninh. Thì để cũng đi tập thể dục hôm nay thì quay lại những đoạn phim để lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở trong rừng và những tiếng chim trong rừng. Lúc đi mình nghe rất là hay. Cuộc sống thì rất là bộn bề lo toan, nhưng mà ta hãy dành riêng cho cuộc sống của ta một chút. Khi ta tập thể dục thì cái tinh thần ta nó cũng khỏe và sức khỏe ta nó sẽ tốt hơn cho một ngày lao động nó mệt nhọc. Giàu nghèo không quan trọng, sức khỏe ta hãy để lên hàng đầu trước ấy.
Nếu có không gian rộng thì ta sẽ lựa những bài tập thể dục nào phù hợp, đi bộ hay gì đó. Còn nếu mà nhà thì trong hóc kẹt quá, trong phòng kẹt quá thì ta lựa chỗ nào có không khí tốt. Tập khi ta tập thì ta nhiếp tâm vào trong những cái cử hành hành cái cử chỉ của ta, những cái bước chân hay là những cái cơ bắp gì đó, ta nhiếp tâm vào được trong đó thì tâm ta nó an trú, nó khỏe hơn. Khi ta đi bộ thì ta cũng nhiếp tâm lên cái bước chân ta. Ta đi ta để ý bước chân một chút thì tâm ta nó sẽ bớt suy nghĩ những chuyện mông lung. Ta để ý bước chân thì nhiều. Cảnh đẹp đến mức sáng. Đây có một cặp bướm. Bướm rất đẹp nha. Đây rất thích mấy bướm này. Cầm tay lên quay tắt. Trong rừng này thì nhiều bướm, có những con bướm người ta dòm rất là bắt mắt, những bướm thì không đẹp lắm, nhưng gặp bướm này thì đẹp, thấy cũng đẹp trong mắt tôi. Giờ rồi chúng bay rồi, bay quay không được, bay hết một con. Giờ cái tay bịt lại. Đây là những con bướm nó rất đẹp trong rừng. Nó vàng lắm nha các bạn. Tay mình đụng vô nó cũng không sợ. Này.
Nó vàng ghê chưa, mấy con bóm này vàng lắm đó, ta đi kêu nó đây chọc mà nó không muốn bay nữa. Nó nhiều sớm mời nó bay ra đường. Đây rừng đây thì chim nhiều lắm, chim chóc nó còn nhiều, sóc đâu. Có được nếu có những cái máy tốt sẽ quay ghi âm tốt. Quay được những con chim, những con sóc đâu kia trong rừng rất đẹp. Này có cái cây ổ rồng ổ phụng nhưng nó đẹp quá, mà máy này chắc khó thấy đây nhiều đó, nguyên cái cây nó đầy lên trên đó đây lùm lùm mắt nhìn thấy đẹp, mà cái máy trong đây quay nó tối quá. Rồi, để xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe tràn đầy. Chúc thân tâm an lạc. Chúc quý vị sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, yên tâm dừng.